Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ quét do mưa lớn ở khu vực phía Bắc huyện Miên Ninh, Châu Tự Trị, Lương Sơn Dịch, Tứ Xuyên vừa qua đã khiến 14 người thiệt mạng và 8 người mất tích tính đến ngày 28 tháng 9. Vào ngày hôm đó, một gia đình 5 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét, trong khi chỉ có 3 trong số 8 gia đình khác sống sót. Sau trận lũ quét, khu vực này bị tàn phá nặng nề và thiệt hại kinh tế rất đáng kể. Theo báo cáo, trận mưa lớn vào thời điểm đó đã gây mất điện ở làng Đại Ma Vũ, thị trấn Nghĩa Hải, huyện Miên Ninh, khiến cả ngôi làng chìm trong bóng tối. Lũ quét cũng khiến sông Tào Cốc thay đổi dòng chảy. 3 ngày sau trận mưa lớn, có thể thấy kênh sông ban đầu ở làng Đại Ma Vũ đã bị cuốn trôi, đá và cành cây vương vãi trên kênh. Nhà cửa và ngô do người dân trồng bị hư hại ở mức độ khác nhau. Theo thống kê, trận mưa lớn này đã gây ảnh hưởng đến tổng cộng 2.100 hộ gia đình và 9.880 người ở thị trấn Nghĩa Hải, phố Cao Dương và các thị trấn khác. 1.017 hectare hoa màu bị hư hại, 672 ngôi nhà bị ngập, 11,9 km đường bị hư hỏng, 6 cây cầu bị hư hỏng và bị cuốn trôi, 37,2 km kè và 3 km đường dây điện bị hư hỏng, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 738 triệu nhân dân tệ. Theo CCTV, ngày 28 tháng 9 đưa tin, từ đêm thứ Sáu đến thứ Bảy tuần trước, mưa lớn đã đổ bộ tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Có nơi mưa to tại thị trấn Quốc Châu, huyện Trấn Hùng đạt tới 157,9 mm. Cho đến nay, đợt mưa lớn này ở Chiêu Thông đã gây lũ lụt ở 8 quận của thành phố, bao gồm Trấn Hùng, Y Lương, Uy Tín, Yên Tân, Vĩnh Sơn, Kiều Gia, Tùy Giang và Thủy Phủ. Lũ lụt đến nay đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích và 90.590 người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. 3.871,54 hectare cây trồng như ngô, khoai tây và thuốc lá bị ảnh hưởng, 3.745,09 hectare bị thiệt hại và 84,68 hectare bị mất thu hoạch. 17 hộ gia đình với 90 ngôi nhà bị sập do thiên tai, 10 hộ gia đình với 59 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 68 hộ gia đình với 90 ngôi nhà bị hư hại nói chung. Cơ sở hạ tầng như thủy điện, thủy lợi, giao thông và thông tin liên lạc bị hư hại ở các mức độ khác nhau, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 25,729 triệu nhân dân tệ. Theo Weibo chính thức của Trung tâm Truyền thông của thành phố Lịch Xuyên, Châu Tự Trị, Ân Thạch, Thổ Gia và Miêu, tỉnh Hồ Bắc, một vụ lở đất đã xảy ra tại K91-600 của tuyến Lệ Văn khiến giao thông bị gián đoạn và không có đường đi vòng. Khoảng 200 mét khối núi bị sập. Ngày 29 tháng 9, mưa lớn xảy ra tại huyện Bình Vũ, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, gây lũ quét, lở đất. Một số đoạn bị cuốn trôi nền đường, nhiều đoạn đường bị gián đoạn, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Theo đưa tin của các phương tiện truyền thông đại lục, vào khoảng 5 giờ ngày 29 tháng 9, một trận lũ quét và dòng chảy mảnh vụn đã bùng phát ở thị trấn Muzu, Tây Tạng, huyện Bình Vũ, thành phố Miên Dương. Ba làng và trạm thủy điện Muzu bị ảnh hưởng bởi lũ quét và lở đất, nền đường bị cuốn trôi. Đường từ Bình Vũ đến Cửu Trại Câu bị gián đoạn, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Tính đến 12 giờ ngày 29 tháng 9, mưa lớn đã làm 2 người chết và 4 người mất tích. Ngày 28 tháng 9, mưa lớn đổ xuống thành phố cổ Bình Vũ ở Miên Dương, Tứ Xuyên, khiến nước sông địa phương dâng cao. Khi người dân chứng kiến nước dâng cao, nền đường bất ngờ sập xuống, nhiều người qua đường bị mắc kẹt và được giải cứu. Theo Grand News, một người bị mắc kẹt cho biết nền đường bị sụp đổ trong vòng chưa đầy 10 giây và họ bị thương sau khi rơi xuống. Tôi là người tỉnh táo nhất và ít bị thương nhất nên đã gọi người cầu cứu. Lúc đầu có 4 người, không biết sau này sao lại có thêm một người nữa. Một sợi dây được thả xuống và kéo chúng tôi lên. Tôi bế đứa trẻ trên tay và bế nó lên cùng với tôi. Vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Miên Dương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Dự báo thành phố sẽ có dông từ tối ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9. Mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 80 mm, thường xảy ra ở Bình Vũ, Bắc Xuyên, An Châu và Giang Du. Có mưa bão lớn với lượng mưa từ 120 đến 160 mm. Ở phía Đông Bắc Xuyên, An Châu, phía Nam Bình Vũ và phía Tây Giang Du, dông bão kèm theo những đợt gió mạnh ngắn. Lũ lụt số 2 sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đã hình thành. Miền Nam và miền Bắc có mưa lớn, trong đó Tứ Xuyên hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn bất ngờ đổ bộ ở Côn Minh, Vân Nam và các khu đô thị bị ngập lụt. Lũ lụt ở Long Nam, Cam Túc
gây ra nhiều trận lở đất. Các quận Lupu và Maku vẫn là cơn bão tuyết bất ngờ đổ bộ trong đêm và cơn bão số 11 năm nay đã đổ bộ vào Quảng Đông. Theo đưa tin toàn diện của truyền thông đại lục, vào sáng sớm ngày thứ hai, tốc độ dòng chảy tại trạm thủy văn thông quan ở Vịnh Nam, tỉnh Thiểm Tây trên dòng chính ở trung lưu sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.050 mét khối mỗi giây. Theo quy định đánh số lũ, trận lũ số 2 năm nay trên sông Hoàng Hà đã hình thành. Lũ số 1 trên sông Dương Tử đi qua đập Tam Hiệp vào cuối tháng trước, tiếp theo là lũ số 2. Lúc 11 giờ ngày thứ hai, Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành nâng mức cảnh báo lũ lụt đối với sông Mân Giang, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, lên mức cảnh báo cao nhất là cảnh báo đỏ. Đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ màu cam cho đoạn sông Nghi Tân đến sông Cu Tan thuộc lưu vực sông này ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Đà Giang và sông Phúc Kiến, đồng thời cảnh báo lũ lụt màu vàng cho sông Gia Lăng và khu vực hồ chứa Tam Hiệp, đồng thời cho thấy sông Mân Giang sẽ hứng chịu lũ lụt chưa từng có. Trang web Thủy văn chính thức đã mô tả đợt lũ lụt mới là nghiêm trọng và khẩn cấp, dữ dội và là trận chiến quyết định toàn diện, cho thấy đập Tam Hiệp sẽ chịu được những thử nghiệm khắc nghiệt hơn. Tỉnh Tứ Xuyên đã có mưa lớn nhiều ngày liên tiếp gây ra thiên tai nghiêm trọng. Khoảng 10 giờ sáng ngày thứ hai, các ngón chân của tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên gần chạm nước lũ. Lúc 23 giờ ngày Chủ nhật, thị trấn Lưu Hoa, huyện Huệ Lý, tỉnh Lương Sơn thông báo hồ chứa thủy điện Thương Điền của thị trấn đang gặp nguy hiểm. Mực nước hồ chứa hiện cách đập tràn khoảng 40 cm, dung tích chứa là khoảng 4,9 triệu mét khối. Đã xuất hiện phần thân chống thấm thân đập. Vào ngày thứ hai, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên tuyên bố rằng toàn bộ lưu vực sông Thanh Nghĩa dự kiến sẽ vượt mức nước đảm bảo và các vùng hạ lưu sông Đại Đô và hạ lưu sông Mân cũng sẽ trải qua tình trạng cảnh báo quá mức và lũ lụt quá mức an toàn. Vào lúc 5 giờ ngày thứ hai, Tứ Xuyên bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 1, cấp cao nhất. Ngoài ra, thảm họa nghiêm trọng còn xảy ra ở Thành Đô, Miên Dương, Đức Dương, Mai Sơn, Quảng Nguyên và các thành phố, quận khác ở tỉnh Tứ Xuyên. Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên sẽ đóng cửa từ ngày thứ hai. Khu thắng cảnh phố cổ Hoàng Long Tây ở quận Song Liêu sẽ bị đình chỉ từ ngày Chủ nhật. Và khu thắng cảnh Nga Mi Sơn cũng sẽ tạm thời ngừng bán vé ngắm cảnh và vé tham quan từ 2 giờ chiều ngày thứ bảy. Tại trạm thủy văn Tam Hoàng Miêu trên dòng chính sông Đà Giang ở Tứ Xuyên, tốc độ dòng chảy cực đại lúc 19 giờ ngày thứ bảy sấp xỉ 8.100 mét khối mỗi giây, là đỉnh lũ lớn nhất trên sông Đà Giang đi qua huyện Kim Đường trong thế kỷ này. Tiềm năng nước ở thị trấn cổ của huyện Cẩm Đường cao đến tầng 2. Theo cảnh báo mưa bão màu vàng do Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra lúc 6 giờ sáng ngày thứ hai, dự kiến sẽ có mưa to đến nặng ở khu vực phía Bắc lưu vực Tứ Xuyên và khu vực phía Nam cao nguyên Tây Tứ Xuyên từ 8 giờ ngày thứ hai đến 8 giờ ngày thứ ba. Những ngày qua, mưa lớn đổ bộ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Lương Sơn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, núi lở và lở đất xảy ra ở quận Cam La, khiến nhiều thị trấn và làng mạc bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Trong số đó, một ngôi làng ở thị trấn Azit gần như bị nhấn chìm, một cây cầu trên tuyến đường sắt Thành Đô - Côn Minh bị sập và gián đoạn. Các con đường địa phương bị cuốn trôi, nước sinh hoạt, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Bà Lý, chủ một nhà hàng ở Cam Lạc, Tứ Xuyên, nói với phóng viên Đại Kỷ Nguyên, lượng mảnh vụn trôi xuống lần này tương đối lớn, cao từ 3-4 mét. Các ngôi làng bị ảnh hưởng đều được xây nhà từ 2-3 tầng, hầu hết đều bị cuốn trôi. Một số ít ngôi nhà còn lại bị bùn ở tầng 1, chôn vùi hoàn toàn. Trường học và nhà cửa đều bị cuốn trôi. Thật đáng sợ, nước biến thành sông chỉ sau một đêm và không còn gì cả. Bà Lý nói, một số người không thể tìm thấy. Quan chức cho biết có 3 người mất tích, cả một ngôi làng đã bị ngập lụt. Tôi có thể tìm thấy họ ở đâu? Lũ lụt bẩn và nhanh khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Hơn nữa, tình huống này xảy ra vào ban đêm. Lúc đó chúng tôi chỉ tập trung di chuyển những người còn sống. Cho nên, cho dù có tìm được cũng có lẽ cũng không có cơ hội. Cuối cùng, cô Lý cũng nói năm nay đã xảy ra chuyện gì. Lũ lụt và lở đất lần lượt xoay quanh Tứ Xuyên. Ruộng đồng bị cuốn trôi, gia cầm bị cuốn trôi, thậm chí cả nhà cửa cũng bị cuốn trôi. Tất cả đều biến mất. Những người này sau này sẽ sống cuộc sống như thế nào, xây dựng lại một ngôi nhà khó khăn biết bao. Theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 1.730 người ở thị trấn Ajiye bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 3 người mất tích. Cầu đường sắt trên đoạn K295-375 của đường sắt Thành Đô - Côn Minh trên lãnh thổ bị sập và gián đoạn,
tuyến đường quốc lộ mới cải tạo dài 1,2 km G245 Cam Lộ từ K846-500 đến K847-700 cùng nhiều cầu và nước uống đường ống bị đứt, nhà của một số người dân bị lũ cuốn trôi, kinh tế thiệt hại nặng nề. Được biết, vào khoảng 20 giờ ngày thứ tư tuần trước, do mưa lớn liên tục nên thảm họa địa chất dòng mảnh vụn đã xảy ra ở đoạn ga Niri đến ga Túc Hùng của tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh, khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn. Bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các chuyến tàu chở khách và tàu hàng trên tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh đã tạm thời bị đình chỉ. Trước đó, Bộ Đường sắt thông báo do thảm họa địa chất nên tuyến Thành Đô Côn Minh, các chuyến tàu khách sẽ tạm dừng hoạt động gần một tháng. Lũ lụt xảy ra một lần ở nhiều vùng khác nhau của Tứ Xuyên trong một thế kỷ và tấn công liên tục. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.